Thời gian đầu của đại dịch COVID-19, trước tình trạng khan hiếm vật dụng cần thiết, cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã phân phát hơn 15.000 khẩu trang, 1.000 thuốc rửa tay kháng trùng, 6.000 bao gạo cho người cao niên và thực phẩm cho cư dân có nhu cầu. Vì vậy, lúc này chúng ta cần một người lãnh đạo kinh nghiệm với tinh thần phục vụ tận tâm, đó chính là cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, là người duy nhất có khả năng bắt tay ngay vào công việc để xây dựng lại nền kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, mang nền giáo dục trở lại trong trường học một cách an toàn. Là con trong gia đình chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tinh thần phục vụ, làm việc hiệu quả là tâm nguyện của Janet. Xin quý vị bảo cho Janet trở lại Quốc hội. Janet sẽ làm việc ngay để cộng đồng chúng ta vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn của COVID trong an toàn, cũng như tiếp tục đem quyền lợi về cho cộng đồng chúng ta như hội chợ y tế, văn phòng phục vụ cộng đồng, chương trình giảng dạy SP 8/5 và tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.